Trung ương Hội nông dân Việt Nam phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long tổ chức khai mạc Festival lúa gạo Việt Nam lần thứ năm với chủ đề Nông nghiệp vững bền, phát triển cùng nhà nông. Festival lúa gạo Việt Nam lần thứ năm được tổ chức trong 3 ngày từ ngày 7 đến ngày 10 tháng 1 tại tỉnh Vĩnh Long, gồm chuỗi các hoạt động liên quan trong một chương trình tổng thể Nổi bật là khu trưng bày sản phẩm đặc trưng tiêu biểu có quy mô gần 400 gian hàng, với sự tham gia của 665 đơn vị tổ chức doanh nghiệp, hợp tác xã. Bên cạnh đó, festival còn diễn ra hội thảo về sản phẩm ô cớp và phát triển ngành hàng lúa gạo, động lực quan trọng để phát triển nông thôn mới. Các cuộc thi gạo ngon thương hiệu Việt và món ngon chế biến từ gạo nếp Việt Nam. Festival không chỉ kết nối quảng bá thành tựu tiềm năng thế mạnh trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa xã hội của các địa phương, mà còn là cơ hội để các doanh nghiệp đẩy mạnh tiếp thị quảng bá sản phẩm đến với người tiêu dùng, tăng cường liên kết hợp tác đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh và khẳng định vị thế thương hiệu sản phẩm trên thị trường trong và ngoài nước. Đồng hành cùng 4 kỳ festival trước, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Aribank tiếp tục tài trợ festival lúa gạo Việt Nam lần này với kinh phí 1 tỷ đồng.